Ở cái ý B này chúng ta tiếp tục với cái cách thứ hai là gắn liên hệ trục tọa độ em nhé. Đấy, tất nhiên là cái cách thứ nhất như thầy vừa trình bày ấy, nó ngắn gọn hơn. Cách thứ hai thì khi gắn liên hệ trục tọa độ thì là nó dài dòng hơn. Thế nhưng mà thầy vẫn hướng dẫn em cách thứ hai này với cái lý do là đôi khi trong một số tình huống chúng ta không tìm được cách thứ nhất hoặc rất khó tìm. Thì cách thứ hai nó sẽ là một cái giải pháp, có thể coi nó như là một cái phương án dự phòng kiểu vậy. Giống như lúc ý trước của ý A đấy, thì chúng ta gắn liên hệ trục tọa độ OY là O trùng với G, đấy, GA trùng với TOX, GB trùng với GK trùng với TOY và GS trùng với TOZ. Thì chúng ta sẽ đây là cách hai nhé, gắn liên hệ trục tọa độ OY. Thì chúng ta đọc được độ độ điểm G là 0 0 0, đúng không? 0 0 0. Điểm A có độ 1/2 0 0. Điểm K có tọa độ là mấy nhỉ? Nó nằm trên OI, trên OX bằng 0 1 0. S là nằm trên OZ 0 0. GS nó bằng căn 3 trên 2A đúng không? Đây bằng căn 3 trên trên 2. Rồi điểm B nằm đối xứng với A, trên B có tọa độ là trừ 1/2 0 0. Điểm C mà chiếu vào trục OX thì rơi đúng ở vị trí B đúng không? Chiếu vào vào, tức là trừ 1/2, chiếu vào OI được 1, chiếu vào OZ 0 đúng không? Đấy. Còn điểm D nữa, cuối cùng điểm D. Điểm D thì chiếu vào OX được 1/2, chiếu vào OI được 1 và chiếu vào OZ được 0. Đấy, chúng ta làm gì? Chúng ta đi tính vector SA, SB rồi nhân có hướng với nhau thì mình sẽ ra được cái vector pháp tuyến của mặt phẳng SAB. Tương tự như vậy, tính vector SC, SD và nhân có hướng với nhau ta sẽ ra được pháp tuyến của mặt phẳng SCD nhé. SA thì bằng S đâu A đâu? S là 0, 0, 3 trên 2. A là 1 phần 2, 0, 0. Thì SA sẽ là 1 phần 2 này, 0 trừ đi 0 là 0 này, 0 trừ đi căn 3 trên 2 là trừ căn 3 trên 2 này. SB sẽ bằng S đây, B đây, trừ 1 phần 2 này, 0 này, trừ căn 3 trên trên 2 này. Thì suy ra tích có hướng của SA nhân với SB sẽ bằng, ta nhớ công thức bình thức này, 0 trừ căn 3 trên 2 này và 0 trừ căn 3 trên 2 tiếp, 0 chấm phẩy trừ nhé, trừ 3 trên 2 2, 2, 3 2, 3 thì đến 3, 1 là trừ căn 3 trên 2 1 phần 2 trừ căn 3 trên 2 trừ 1 phần 2 3, 1 rồi, cuối cùng là 1, 2, 1 phần 2 0 trừ 1 phần 2 0 trên SA nhân SB sẽ được cái này nhân cái này bằng 0, trừ đi cái này nhân cái này cũng 0. Thế 0. Cái này nhân với cái này ra căn 3 trên 4. Chỗ này là âm 1 phần 2 dương thì dương 1 phần 2 đúng không? Đấy. 4 này. Căn 3 trên 4 cộng với căn 3 trên 4 thì bằng 2 căn 3 trên 4 hay là căn 3 trên 2. Cái này thì bằng 0. Thế này SA nhân với SB ra vector là 0 căn 3 trên 2 0. Rồi, ta lại tính cái vector nữa đấy là SC và ND. SC thì sẽ bằng là C đây, S đây trừ 1 phần 2 chấm phẩy 1 trừ đi 0 còn 1. 0 trừ đi căn 3 trên 2 là trừ căn 3 trên 2. Còn SD
cái từ SD sẽ là D đây, cắt đây, 1 phần 2, 1, căn 3 trên 2. Nên ta suy ra, để cho suy ra nhé, suy ra tích có hướng của SC nhân với SD sẽ bằng 1 trừ căn 3 trên 2, 1 căn 3 trên 2, đóng định thức lại. A 23 thì đến 31, tức là trừ căn 3 trên 2 trừ 1 phần 2 căn 3 trên 2 1 phần 2 bằng 23 31. Thì bây giờ đến 12 đúng không, trừ 1 phần 2 1 trừ 1 phần 2 1 và 1 phần 2 1 thì sẽ được là 1 nhân với căn 3 trên 2 thành căn 3 trên 2, trừ đi trừ căn 3 trên 2 nữa thì thành cộng với căn 3 trên 2. Vậy cuối cùng còn lại là căn 3. Âm căn 3 trên 2 nhân với 1 phần 2 là âm căn 3 trên 4. Âm căn 3 trên 4 trừ đi trừ căn 3 trên 4 cuối cùng bằng 0. Cái này là trừ 1 phần 2 nhân với 1 là trừ 1 phần 2. Đúng không? 1 phần 2 trừ 1 phần 2 1. 1 phần 2 1. Cái chỗ này 1 phần 2 chứ không phải là âm nhé. Cái chỗ này thì có âm này, âm 1 phần 2 chứ âm 1 phần 2 còn âm 1. Đấy. Vậy là chúng ta có được tích có hướng của hai cái này. Chính là, cái thứ nhất chính là pháp tuyến nên thầy hiệu chữ N nhé, của mặt phẳng là SAB, SAB. Còn cái dưới chính là pháp tuyến của mặt phẳng SCD. Đấy. Và chúng ta nhớ rằng là nếu góc giữa hai mặt phẳng này là alpha nào đó, thì khi đó cos của góc alpha sẽ bằng trị tuyệt đối của, ta nhớ công thức về tính góc giữa hai vector, vector này này và vector này này, thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của tích vô hướng là 0 nhân với căn 3, 0 nhân căn 3 cộng với căn 3 trên 2 nhân với 0 cộng với 0 nhân với trừ 1 chia cho như vậy thì vô lý đúng không? Vô lý, em biết vô lý ở chỗ nào không? Vô lý ở cái chỗ là 0 cộng với 0 cộng với 0 thì cuối cùng là 0. Mẫu là một số chắc chắn là khác không, tử bằng không, vậy phân số này sẽ bằng không, cần tính mẫu nữa, áng chừng để biết nó khác không là phân số này sẽ bằng không. Mà nếu mà cos của một góc bằng không thì góc đó bao nhiêu độ? Góc đó 90 độ, không ổn đúng không? Có nghĩa là hai cái mặt phẳng SAB và SCD nó vuông góc với nhau thì chắc chắn đây là điều vô lý rồi. Vô lý là bởi vì sao nhỉ? Bởi vì SAB đã vuông góc với ABCD thì sao có thể vuông góc với SCD được nữa? Đấy, có nghĩa là chúng ta đã tính nhầm chỗ nào đó rồi nhá. Thì thầy nhắc lại với em cái hướng để chúng ta giải quyết này, biết hướng thôi, xong rồi các em kiểm tra lại con số của thầy nhá. Đầu tiên là chúng ta gắn lên hệ trục tạo độ này, vì GA, GK và GS nó vuông góc, đôi một vuông góc, cho nên ta chọn G là tân này, GA trùng với OX, GK trùng với OY, GS trùng với OZ này. Chúng ta đặt ra được tọa độ của các điểm G, A, B, C, D, F, K, không quá khó. Sau đó mình làm gì? Sau đó mình tính vector SA này, tính vector SB này, nhân có hướng SA với SB thì sẽ ra pháp tuyến của cái mặt phẳng SAB, nhân có hướng SC với SD thì sẽ ra cái vector pháp tuyến của mặt phẳng SCD. Cos của góc alpha, alpha là góc tạo bởi hai mặt phẳng SAB và SCD, ta viết ký hiệu hình alpha cho nó gọn, thì lúc đó sẽ bằng trị tuyệt đối của cos của cái góc tạo bởi hai cái vector pháp tuyến mặt phẳng SAB và mặt phẳng SCD. Được chưa? Đấy. Nhưng mà điều đáng tiếc là thầy đã tính nhầm ở một cái chỗ nào đó mà cos của nó ra không, tức là ra kết quả vô lý. Thì em chịu khó kiểm tra lại hộ thầy xem trong cái quá trình tính cái này có cái chỗ nào thầy đã tính nhầm em nhé. Đấy. Có thể là thầy gắn lên hệ trục tọa độ mà đặt tọa độ này chưa chính xác. Có thể là lúc thầy tính các cái tọa độ vector cũng như là gắn vào công thức tính tích có hướng giữa hai vector này cũng có thể là sai sót chỗ nào đấy. Đấy.
Ok chưa? Thì em kiểm tra và tính lại cho thầy nhé. Rồi, chúng ta kết thúc cái ý B ở đây. Thì xóa cái bảng đi để tôi cho mình lại tiếp tục với ý C.